Ngay sau lễ ra mắt hôm 1 tháng 7, các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Để phát huy vai trò vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, ông Lý Nhân Thanh, chỉ huy lực lượng bảo vệ an ninh trật tự của phường Nguyễn Thái Bình, cũng yêu cầu mỗi thành viên trong lực lượng không ngừng nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra. Đối với Nguyễn Thái Bình thì cái biên chế thành viên là được 27 người, trong đó có riêng một cái A cơ động cho các bạn trẻ thì cái A này thì khoảng 15 người đảm nhiệm công tác là sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi theo lịch điều động của ban chỉ huy công an quận và công an cấp trên. Ở đây nó được có cái là có giường để ngủ, có nơi bếp để ăn, rồi các bạn đầy đủ. Đối với địa phương Nguyễn Thái Bình thì chăm lo đầy đủ tương đối, cho nên là các em nó sẽ coi đây cơ quan là nhà, bạn bè là người thân, cho nên là cái tinh thần chiến đấu của Nguyễn Thái Bình phải nói là rất cao. Thì ra mắt được 3 ngày thì mình xử lý được ở 5 vụ, nhưng mà được có cái là xử lý tại chỗ, mình hòa giải tại chỗ, không phải chuyển tuyến và không phải làm phiền các cơ quan điều tra thực thi. Là một trong ba bóng hồng hiếm hoi trong lực lượng bảo vệ an ninh trật tự phường Nguyễn Thái Bình, nay đã 62 tuổi, nhưng bà Phạm Thị Diệu vẫn quyết tâm gắn bó với công việc. Theo bà Diệu, góp chút sức mọn của mình để giữ bình yên ở cơ sở khiến bà thấy tự hào. Cô tham gia là từ năm 2011 cho tới giờ. Còn quá trình làm thì ở đây thì rất là tốt. Cứ hả sếp gọi về thì tập trung là ra đi. Còn khi mà tới ca trực của mình, tới giờ là mình cứ ra đúng giờ của mình, ra mình ca trực thì mình ra mình trực. Tụi cô hả làm là giống như là mình đam mê nữa, nói chung là đam mê đó. Làm mình phục vụ được cho nhân dân, điều gì mà nó tốt thì mình làm. Trong công việc thì nói chung là mỗi người một công việc, nói chung là đối với anh em dân phố thì nói chung là họ vất vả hơn mình, là vì họ có những cái ca đêm trực, rồi nhất là trong những cái lợn mà dịch vừa rồi á. Nếu như ở cái địa phương, ở phường mình ở đây, ngay bản thân nhà mình ở đây mà không có bên lực lượng dân phòng để hỗ trợ vấn đề về lương thực cũng như là thuốc men, hoặc là kiểm tra sức khỏe, hoặc là test tiết các thứ, thì nói chung cũng gặp rất nhiều khó khăn. Riêng ở khu phố ở đây thì nói chung là an ninh trật tự là rất tốt, và nhất là vấn đề là phòng cháy chữa cháy. Khi lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kiện toàn về số lượng, quân số, đây sẽ là cánh tay nối dài của Công an thành phố Hồ Chí Minh trong việc bám sát địa bàn, phối hợp hỗ trợ đắc lực nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.